tại thì em Dương cùng với lại em Nô cũng đã có mặt tại thành phố Hà Giang, cũng như lịch sắp xếp của những ngày hôm trước thì anh em cũng đã tiến hành là đưa em Nô xuống tái khám ở dưới Hà Giang xuống sớm hơn dự kiến, bởi vì là đây các bác cũng thấy là mặt của em Nô là cũng đã bị phù lên nhiều quá, thì anh em muốn là đưa em xuống để xem tái khám thì xem em là có bị làm sao hay không để tiến hành là nằm lại điều trị ở đây. Còn cái vấn đề gọi là đi thêm khám cũng như là chữa trị ở đâu thì em Dương nghĩ là bởi vì là từ ngày trước rồi cái bệnh thận này thì em vẫn đang điều trị ở Hà Giang này, thì em Dương chắc nghĩ không cần thiết phải đi xuống tận Hà Nội đấy, thì tạm thời chắc cũng để cho em xuống tái khám ở dưới Hà Giang xem này dưới này xem người ta như thế nào. Thì buổi sáng hôm nay thì anh em cũng có đón em Nô thì người ta huyện và cũng tiến hành là bắt xe xuống, cũng trước khi xuống thì anh em cũng có đi theo xe để xe dừng lại xuống ăn sáng này, rồi ban nãy cũng có khi mà đến nơi rồi thì anh em cũng có ăn uống rồi chỉ theo đi lại. Còn vé xe này, tiền vé xe này, tiền đi lại cụ thể như thế nào thì em Dương sẽ thông báo ở cuối mỗi video nhé, bởi vì còn là tiền phòng nghỉ này, rồi tiền ăn uống buổi tối này, cũng như là tiền thăm khám tất cả mọi thứ nữa ấy. Thì bây giờ thì mà tóc cũng bóc tách ra nhiều thì anh em lại cũng chưa biết là mà chi tiêu hết bao nhiêu. Còn cũng giống như là những cái thước phim trước thì anh em vì là cũng bắt xe đi xe khách xuống nên là xuống đến nơi thì anh em cũng có lựa chọn ở những cái phòng nghỉ ở gần bệnh viện để mà tiện đi xuống viện đi bộ sang, và cũng ăn uống ở gần bệnh viện thì cũng có nhiều quán ăn ở đấy thì cũng sẽ dễ hơn là đi ở những cái chỗ xa thì cũng có thuê phòng ở đây. Còn chi tiêu như thế nào thì em Dương sẽ báo ở cuối mỗi video nhé các bác nhé. Và còn hiện tại thì anh em cũng đã xuống đến nơi cũng quá muộn rồi thì cũng không kịp để mà đi khám ấy, hiện tại cũng đang vào giờ chiều rồi, chắc cũng khoảng tầm đây bây giờ cũng là 4 giờ kém rồi này, cũng 4 giờ kém rồi các bác, nên là chắc là để ngày mai anh em sẽ tiến hành đây, 4 giờ kém rồi đây đấy, thì chắc ngày mai thì em Dương sẽ tiến hành đưa em Nô đi xuống tiếp tục để khám xem cụ thể như thế nào. Và em Dương nghĩ chắc là trường hợp của em Nô hiện tại thì chắc sẽ cho em vào viện tiếp luôn thôi các bác, em Dương nghĩ chắc phải cho em vào viện tiếp luôn thôi, bởi vì là mình về nhà điều trị thì em tự uống thuốc thì em không kiêng kỵ được, cũng là thứ nhất, thứ hai là giờ giấc uống thuốc này kia nữa thì khả năng là sẽ cho em vào viện để cho em người ta bác sĩ người ta theo dõi cũng như là chăm sẽ tốt hơn. Còn cụ thể bệnh tình của em như nào thì ngày mai em Dương sẽ cập nhật đến toàn thể các bác sau. Đây các bác, em Dương cùng với lại em Quay Phim cũng vừa mới đi đi lấy cơm về, nên thì em Nô vẫn ngủ chưa dậy vì là cũng lúc nãy đi xe mệt quá. Đây, bản thân em Nô là vẫn lấy 2 suất đấy nhá các bác nhá. Vẫn lấy 2 suất đây. Đấy, đây phải lấy cho em 2 suất bởi vì em cũng từ lúc mà em khỏi bệnh ấy thì em cũng ăn được tương đối là nhiều. Nên là phải mua 2 suất cho em. Ngủ và quần áo không rửa chân tay luôn. Không, em rửa chân tay luôn này, chân tay này. Ban đấy thì anh em gọi em Nô để em đi cùng ăn luôn, nhưng mà vì em mệt ấy, em ngủ, nên là anh em là em Dương cũng với là em Quay Phim đi ăn trước. Bây giờ vẫn chưa tắm rửa gì này, quần áo cũng chưa thay luôn. Nô ơi, Nô đây mệt lắm à? Hả? Lì anh nào? Hả? Đây đi. Tắm rửa trước hay là ăn cơm trước? Chú chê ăn tết là gì à? Hả? Chú chê ăn tết là gì à? Nó mà ăn tết. Ừ. Tầm này là ở nhà là em Nô là ngủ đấy các bác ạ. Tầm này ở nhà là em Nô ngủ rồi. Mấy bà con ở trên kia ngủ rất là sớm. Ở nhà là bà con là kiểu trên đấy là không có điện ấy. Các bạn chạy đi, sang. Ôi giời ơi, anh đi lấy cơm về rồi ngủ chưa dậy này, chết thôi. Đây lấy cơm về cho, đây đấy
Chân này lúc nãy về mệt quá không không rửa chân luôn này. Không, lúc nãy chưa rửa chân đâu đúng không? Khi nào chưa ta tay giờ hả? Đấy, chưa rửa đâu mà. Thế thì thôi đi rửa mặt mũi chân tay xong là hay là tắm trước đi, tắm thôi ăn cơm cho thoải mái nhá. Ừ, chưa xin cho mà no nhé. Được rồi, đi đi tắm đi xong là tí nữa ăn cơm. Ok, vào anh ăn trước rồi nhá. Đấy, tại lúc nãy em ngủ em không nghe thấy mà anh cho ăn trước, mà anh ăn trước, mà anh đi ăn trước là mua về cho em. Nước thì ở bên nước thì lúc nãy em cũng mua rồi nhá. Ăn khỏe rồi nhá, mai tinh thần là đi khám tiếp nhá. Được rồi, đi 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 tắm rửa đi. Mượn mua cho chị ạ. Đây này, hôm nay là lúc đi thì từ hôm trước rồi em Dương cũng có dặn cho em Nô là cả em Sùng nữa cũng nhắn cho em bao giờ đi cũng phải mang cả quần áo đi đầy đủ luôn, nhỡ là phải nằm lại viện thì còn có cái mà mặc không đỡ phải đi mua, bởi vì bệnh của em là tốn rất là nhiều chi phí cần phải điều trị nhiều, nên là anh em sẽ bảo làm sao cố gắng hạn chế tối đa chi phí. Đấy, có mang đầy đủ quần áo không, mang bao nhiêu bộ đấy nô? Cá thân đầu chi này hả? Đấy, mang nhiều nhiều một tí nhá, đi tắm đi nhá. Ok, đây, bây giờ chắc là em Dương sẽ để cho em Nô tắm xong đã, tắm xong mới mới ăn cơm. Đây cũng là ngày hiện tại thì ban nãy thì anh em cũng có đưa em Nô đi ăn sáng, và bây giờ cũng đã đưa em lên lên trên này để tiến hành đăng ký khám, và bây giờ cũng đang chờ để khám rồi các bác nhé. Vì là em đấy là bị có biểu hiện là phù bất thường, mặt thì cũng đã phù phù to đến bất thường luôn á. Em đang nghĩ thì trong về nhà em đấy là không kiêng được đâu. Bây giờ em đang đang ngồi chờ số để mình tiến hành là thăm khám rồi các bác ạ. Hôm nay thứ hai đầu tuần nên là cũng khá là đông. Đây, từ đây ra kia luôn. Sau khi mà sàng khám xong thì bây giờ là bác sĩ cũng làm bệnh án để cho em Nô là tiến hành nằm viện đấy nha các bác nhá. Đây, bệnh án nội khoa đây. Là em là phải vào để mà đây, nội tổng hợp chạy thận đây. Phải vào viện tiếp đây này. Vì là em có biểu hiện là phù bất thường trở lên đấy, mặt cũng to lên và bụng mà cũng cái hai hôm nay thì anh em cũng thấy là bụng cũng bắt đầu to lên rồi. Đấy. Nằm viện tiếp nhá Nô nhá. Cho nhau đi xanh nhá. Đây này, mặt to luôn, bự lắm nữa mình nhỉ. Mặt to lắm, to tròn lắm. Cái này không phải là béo đâu. Chân tay thì vẫn bình thường như cũ. Bụng nó vẫn to lên. Bụng cũng có căng nhiều là này. To căng lên rồi này. Đấy. Làm viện nhá. Cho nhau nha. Nhìn gì anh à? Hả? Không được rồi. Lại sợ rồi. Ôi, ở đây làm điều trị đi. Còn tí nữa anh em sẽ hỏi em bác sĩ xem là có thêm thuốc gì để mà bây giờ thì anh em sẽ đưa em Nô đi tiến hành chụp X-quang này, siêu âm này, và điện tim nữa. Anh em cũng có đề xuất là tiếp tục mua thuốc để cho truyền cho em để em bớt phù đi, thì bác sĩ cũng có bảo là cứ phải sẽ làm các cái xét nghiệm xong đã xem tình hình của em như thế nào, thì nếu có mua thì bác sĩ sẽ báo lại với anh em sau. Em Dương thông báo lại một lần nữa là em Nô là phải nằm viện thôi các bác nhé. Cứ đi to nhé. Chỉ nhá, chỉ to.
Cá canxi không? Chỉ đó là nhé, ở bình nhân thì mà chỉ đó là nhé. Thì mà canxi thì nó cho nó mong là tôi đấy. Nhá. Nhiều không nhiều không một chỗ là nó thì nó chỉ ao chính hai chỉ thôi mà khó khó chỉ cầu ấy. Nhá. Với xiên nhau này nhá. Nhá. Bây giờ thì đi nộp cái quả này, 30 tàu duy sinh nhỉ? Nhá. Và cái kết quả siêu âm với lại là chụp. Đây các bác, ban nãy thì em Dương cũng vừa mới đưa em Nô đi khám là siêu âm này, chụp X quang này và điện tim cũng xong hết rồi nha các bác nhé. Thì ngày mai mình có kết quả cơ. Sáng hôm qua thì lúc anh em lên ấy, thì còn phải đi vào trong bảng đón em Nô này, đón ra thì muộn, thì mấy anh em bắt chuyến xe muộn vào xuống đến nơi thì cũng không kịp. Thì đấy, thì hôm nay sáng hôm nay mình đưa đi em đi khám sớm, thì sau thì vì hôm nay là đông người quá thì cũng sau khi khám xong thì bây giờ cũng đã tối muộn rồi. Ban nãy thì em Dương cũng có đưa em Nô tiếp tục là đi ăn cơm tối và mua một số cái đồ dùng cá nhân cho em Nô để cho em Nô nằm ở lại viện. Còn em Dương thông báo lại một lần nữa là em Nô là phải nằm viện nha các bác nha, vì cái tình hình của em thì cũng vừa mới khám xong và lấy máu xét nghiệm rồi, chụp X quang rồi, siêu âm rồi. Kết quả siêu âm thì kết quả sau khi khám thì ngày mai bác sĩ người ta mới thông báo cho anh em. Thì ngày mai thì em Dương sẽ tiếp tục cập nhật đến cho các bác được biết. Còn ở đây thì hôm nay em Dương cũng có các chi tiêu trong đợt ngày hôm từ hôm qua đến hôm nay xuống, thì em Dương sẽ tổng hợp lại một lần trước. Sau đó thì ngày mai cụ thể như thế nào thì em Dương sẽ tiếp tục cập nhật cho các bác sau. Đây, vì đợt này em xuống thì tự nhiên em cũng sợ là những vì là xuống trời mưa đường trơn trượt ấy, thì cũng vì vào cũng trời muộn rồi, đi xe thì anh em cũng sợ say xe, thì có mua thuốc say xe và ăn sáng trước khi xuống là 155.000. Tiền vé xe xuống ba người em Dương em quay phim em Nô là 360.000. Xuống nơi thì ăn cơm trưa là 120.000 này, ăn tối thì với nước mua nước uống là 175.000. Còn sáng hôm nay thì em Dương đã thanh toán tiền phòng nghỉ là 600.000 hai phòng, vì là anh em phải thuê hai phòng cơ, mỗi phòng một giường nữa các bác, phòng đơn thôi, cũng phòng giường bé như này không đủ 3 người ngủ, vì anh em cũng đi ô tô xuống rồi, vì thời gian này trên này là mưa rất là nhiều. Đấy, đi lại xe máy thì cũng rất là bất tiện, mưa gió nữa cũng đi nguy hiểm, đường trơn trượt các bác ạ. Đấy thì cũng đi ô tô thôi, mà có thuê phòng nghỉ ở gần bệnh viện để tiện đi lại. Đấy, tiền phòng nghỉ là 600.000 này, sáng nay ăn sáng là 120.000 này, mua sổ khám hết 5.000, ăn cơm trưa đi hết 160.000, mua đồ cá nhân cho em Nô thế là nước uống là hết 85.000, ban nãy đi ăn tối là 160.000. đấy, tổng là 1.935.000 trong ngày hôm nay và hôm qua chỉ vì khám. Thì một lần nữa thì em Dương xin thưa các bác là cái tiền ăn ấy, bản thân em Nô thì mỗi một bữa ăn thì anh em lúc nào cũng phải lấy cho em 2 suất. Em Dương cũng thông báo từ những thức phim đầu tiên xuống đây rồi, vì lượng ăn của em cũng ăn được còn khá là nhiều. Còn thức ăn thì anh em toàn lấy đồ ăn nhạt cho em thôi, đồ ăn đồ luộc ấy, chứ không phải là đồ luộc có thịt nhé các bác nhé, có thịt, có tức là có thịt có đầy đủ đấy, chủ yếu là chẳng qua là ăn không có mắm muối mì chính đâu, để cho em ăn nhạt thôi, vì là cái này cũng bác sĩ bảo thế thôi. Đấy, còn bệnh tình của em Nô là vì em là bệnh của em là bệnh nan y rồi, chữa trị rất là lâu và phải sử dụng thuốc đều và kiêng kỵ nữa. Còn bản thân em về nhà thì cũng bao vớ, em cũng không biết nhiều, anh em cũng những cái hôm mà anh em đi lên bản mà cũng căn dặn em thì được, còn nếu sau khi mà đi rồi thì em lại cứ chủ quan, những ngày kia sau bắt mặt đồ phù trở lại, rồi bác sĩ mới tiếp tục là làm cái kết quả xét nghiệm này để xem cụ thể như nào mới biết hướng là sử dụng thuốc. Đấy thì tại hồ vì là bây giờ em Nô nằm ở viện rồi thì hôm nay thì anh em cũng có trả một phòng, còn em Dương em quay phim sẽ ở lại một phòng thôi. Đấy thì anh em sẽ ở lại một phòng nữa, còn là
từng cụ thể ngày mai chi tiêu như thế nào, xem là bệnh tật của em đâu làm sao, có cần phải mua thêm thuốc để điều trị thêm hay không, thì em Dương sẽ thông báo với toàn thể quý vị sau. Còn cái quỹ của em Nô ngày trước thì sau những cái lần mà anh em cũng có mua nhu yếu phẩm này cũng như là mua đồ cho em ấy, thì còn dư là 49.471.000. Hôm nay trừ chi phí của hôm nay là 1.935.000 thì còn dư là 47.536.000 ạ. Đấy là cái chi phí của em Nô, xin thông báo với toàn thể quý vị là như vậy. Còn tình hình của em thì anh em sẽ cập nhật với toàn thể của bác sau, nếu mà sau khi ngày mai có cái kết quả là xét nghiệm thì có thể là em Dương hoặc ở lại, hoặc là em quay phim ở lại sẽ một người đi về trước để đỡ tiền ăn uống, vì ở đây đông người thì mỗi một ngày em Nô thì đã ăn bằng hai người rồi, còn thêm một người nữa thì tương đối là đông. Còn vì bây giờ vẫn còn chưa có kết quả rõ ràng thì anh em chắc phải chờ đến ngày mai để cập nhật đến các bác được biết của bác ạ. Còn bây giờ thì cũng khá muộn rồi, anh em chắc cũng tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Còn những cái công việc ngày mai thì em Dương sẽ cập nhật đến quý vị sau. Bây giờ chắc là em Dương xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo.